Các bạn nam muốn có một cao fit đẹp giống như người nổi tiếng, với 5 lít thì cần chuẩn bị những gì? Hôm nay chúng ta sẽ học cách mix đồ của một rapper cực kỳ nổi tiếng, z easy Đầu tiên chúng ta sẽ cần một chiếc quần âu form fit một chút. 99 cành. Mình sẽ gọi nó là quần âu số 1 nhé. Mix cùng với áo thun trơn màu đen hoặc là màu trắng. Mình sẽ chọn màu đen nhé. Form cái áo này hơi ôm một chút. 99 cành. vin vào nhé và nhớ để thắt lưng vào nha. Giày thì chúng ta có thể chọn một đôi loafer hoặc là một đôi derby. Đôi này thì một cũ, còn đôi này thì 2 lít. Cho nên là mình sẽ chọn đôi này nhé. Cuối cùng sẽ là một món đồ sẽ khiến cho outfit của mình trông nổi bật hơn Một chiếc áo Varsity 149 cành Nhưng mà hiện tại thì mình đang thấy nó đang là chiến chiến cành Không hiểu, không hiểu luôn Thì thêm một chút nước hoa của một quý ông lịch lãm nữa Curry Adventure Theo như mình tìm hiểu thì những quý ông mặc đồ lịch lãm vest suit sẽ sử dụng em này Chúng ta đã hoàn thành một cái outfit giống như rapper The Easy rồi đúng không? Giờ thì chúng ta đã có một cái outfit đẹp để đi chơi với bạn bè, người yêu, cờ rớt, gia đình Được rồi, đúng không?